Hello mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với vlog của phần công diễn thứ 5. Hôm nay thì chi khá là khoai. Đảm nhận hai bài hát. Đầu tiên là bài Swing và một bài hát nữa là bài Lonely Dance, là một bài hát rap. Cả hai bài đều rất là nhiều chữ và rất là nhanh. Là chị đang kiểu không biết là mình sẽ phải nhằn hai cái bài này ra sao đây. Đây, nói chung là chị phải nốt ra đầy giấy cách phát âm như rồi. Sau đó thì chị sẽ mở nhạc, nhưng mà với tốc độ chậm để mình tập làm quen trước. Hey Mister, could you need to like? Xin mẹ cho tốc độ nhanh lên. Khi đã ok rồi thì bắt đầu chơi luôn tốc độ gốc. Siêu nhanh. Hey Mister, should you need to light? Maria, bezo spadai, suje jai ti chua. Wanna do but the I hate to die, but I want to say bye bye. Show it dance, down now good to bash shrunk show what you. Show it dance, con tu da hai cha cha no ran li. Cha show ge chou shi wa tong guan mi yi, wei qu you ni lai. 有时会迷失艰辛，却想陷入深深爱地，就让这旋律带你逃离。Yeah.